Lolo, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Và ngay bây giờ thì anh em chúng ta cùng quay trở lại con VB77 anh em nhé. Vốn cái này mình để lại là 38 củ. Với 38 củ này thì mình sẽ chốt lãi được bao nhiêu và phương pháp như thế nào, anh em cùng theo dõi nhé. Và ở video này thì mình tiếp tục vừa chơi và vừa chia sẻ cho anh em cái phương pháp chốt lãi auto chiến thắng trên con game VB77 cũng như các bộ môn tài xỉu online. Vừa rồi là tiếng tài 18 anh em nhé. Tài 18 thì như anh em nhìn thấy này, cầu bệt xỉu gãy về tài thì thường nó sẽ trả một tay hồi xỉu anh em nhé. Thường sẽ trả một tay hồi xỉu. Ok, khởi động tay hồi xỉu 2 củ. Nói chung là tay đầu tiên, một hai tay đầu thì nó có thể ăn thế thua, có thể thua. Nhưng làm sao mà khi cái cuối cai em phải chốt lại thành công đó. Tuy nhiên thì chúng ta đặt cái mục tiêu quá cao. Mỗi cái anh em chỉ cần chốt lãi cho mình 5-7 củ, thế là được rồi, không cần phải nhiều nhá. Ok, anh em cùng chờ đón kết quả này. Tay đầu tiên chưa thành công anh em, nó chưa hồi nhá. Nhưng mà cái cầu này chắc chắn nó sẽ ra, mà thường nó sẽ ra tay thứ hai. Chứ vậy mình tiếp tục vào một tay xỉu nữa nhá. Tay này không phải đánh đo gì, tay này vào căng luôn này. Căng luôn 8 củ anh em nhá, không cần là đo gì, vào căng vào 8 củ. Tự tin anh em là chốt lại, bởi vì có những ngày mình chỉ chơi nguyên cầu hộp, tức là mình sẽ mất thời gian một chút thôi, nhưng mà cái tỷ lệ ăn nó chắc chắn. Tức là một ngày anh em chọn cho mình 10 cái tay cầu hồi, anh em đánh 10 tay thì kiểu gì nó cũng ăn được ít nhất 7 đến 8 tay. Đấy là cái chia sẻ của mình đã từng chơi, ăn ít nhất 7 đến 8 tay thì anh em chỉ cần làm được điều đấy là đảm bảo anh em là chúng ta sẽ chốt lại thành công. Để mà chứng minh điều đó thì tay này anh em xem là nó có ăn hay không thì chúng ta sẽ biết ngay, đúng không? Đó. Anh em cùng chờ đón kết quả tay thứ hai nhé. Uy tín chưa anh em? Nói được làm được đúng không? Uy tín chưa? Đấy, tay thứ hai đã thành công rồi. Ok. Đấy. 38 này lên 43, lãi hơn 5 củ rồi. Đó, lãi hơn 5 củ rồi. Thì mình có lãi rồi đâu, cái này lại chơi nhỏ thôi. Có lãi rồi đâu, cái này chơi nhỏ vào 6 lít rồi. Đấy, 6 lít này vào 6 lít. Chơi anh em phải có diễn như thế, phải có diễn như thế mới chiến thắng được nhà cái anh em nhé. Anh em lưu ý như vậy. Còn chơi anh em mà đánh điều tay to điều tay nhỏ, tỷ lệ anh em chốt lãi rất là thấp. Và nếu anh em đánh 5 ăn 5 thua là anh em còn lỗ lãi luôn, lỗ phế luôn. Đó, nên là chơi bộ môn này thì anh em cần phải lưu ý là chúng ta phải biết cách vào vốn, biết cách chia tiền vào vốn hợp lý. Đấy, nhịp nhàng là đảm bảo anh em sẽ chốt lại, không cần phải nói nhiều. Rồi, xem tay này nào. Ui giời, húp luôn anh em ạ. Húp luôn, không có gì phải đắn đo, húp luôn. Tiếp tục này, tài 12 này, 12 đâu, xem nào, 12 về xỉu này, cái này 12 đi tài, 12 đi tài đây, vào tài này một củ anh em nhá, vào tài một củ, đó. Ba tay thì nó là ăn 2, ăn 2 thua 1, ăn 2 thua 1 lãi được hơn 5 củ rồi. Đấy, tay này vào 1 củ. Anh em cùng chờ đón kết quả tay này xem thành công hay không nhá. Đấy, thành công hay thành thụ thì anh em hãy cùng đón xem kết quả tay này. Ok, chuẩn bị mở bát nào. Anh em thấy uy tín chưa? Uy tín bằng vàng luôn chứ lại. Uy tín bằng vàng luôn. Tiếp tục nha. Xu hướng cầu này thì mình sẽ đi thêm một tay tài nữa anh, bởi anh em, bởi mình thường ý, cái cầu này nó báo 22 như này nhưng mà chưa chắc đâu, bởi vì sao? Nó rất dễ là một tay cầu lừa. Nên chính vì vậy mình sẽ vào tiếp một tay tài nữa. Một củ một này. Nó có thể ăn thể thua nên là mình không bao giờ mình dám chắc 100%, nên mình chỉ vào nhẹ nhàng thôi. Đó, anh em lưu ý như vậy.
anh em nào mà xem được video của mình, cảm thấy yêu mấy mình, cảm thấy cách bắt không mình hay, anh em nhớ đừng quên bấm like và đăng ký kênh mình chia sẻ cho mình em nhé. Cảm ơn em rất nhiều. Chúng ta cùng nhau chờ đón kết quả tay tiếp theo này, chắc có thành công hay không. Đối với mình, bộ môn này thì nó vừa mang tính chất giải trí, lại vừa giúp mình có thể kiếm lãi, nên là mình luôn luôn là tự tin chia sẻ với anh em những cái đường cầu mà ok nhất. 5, 4, 3, 2, 1. Ái dạ. Đấy, trả về cầu 212 anh em ơi. 212 hay là 22 đây? 212 hay là 22, chúng ta phải kiểm tra lịch sử đường cầu. À, ở đây không có lịch sử siêu 10 này. Ở đây này, siêu 10 siêu này, siêu 10 siêu. Ok, siêu 10 siêu chạy 3 tay rồi. Tay này mình sẽ đi một tay siêu 10 tài. Này mình sẽ vào hai củ anh em nhé. Hai củ. Đối với bộ môn này thì anh em phải áp dụng phương pháp kiểm tra lịch sử đường cầu. Kiểm tra lịch sử đường cầu nhé. Ok, anh em cùng chờ đón kết quả này. Ái da, tay này vẫn xỉu anh em nhé, chạy cầu 22 rồi. Cầu 22 thì tay này trả về một tay tài là lại hiển nhiên rồi. Tuy nhiên thì chúng ta phải kiểm tra thêm nhé. Lịch sử xỉu 6 ở đây không có, có một xỉu 6 tài thôi. Đấy, tay này mình đi một tay tài. Tay này mình sẽ vào 5 củ đi, 5 củ anh em nhé. Tay này mà thành công thì mình sẽ chốt lãi luôn. Đó, không cần phải nhiều anh em, đủ lãi là mình sẽ chốt lãi thôi. Chứ mình không cố anh em nhé. Đặc biệt mình chơi mình không bao giờ cố. Chơi đủ lãi là mình chốt. Vẫn tiếp tục đổ xỉu. À, như vậy đây là một tay cầu lừa. Một tay cầu lừa thì ok anh em này, nhìn nó trả về một tay xỉu thấp như này. Điểm sao này anh em, dấu hiệu này, dấu hiệu về tài là thường sẽ trả một tay xỉu thấp. Đường về xỉu trả một tay xỉu thấp, nhưng dấu hiệu thường hay về tài. Nó thì tay này tự tin với anh em vào một tay 10 củ tài, tự tin với anh em chốt lãi. Tay này không chốt lãi không bao giờ mình chia sẻ tài xỉu nữa anh em nhé. Không bao giờ chia sẻ tài xỉu nữa. Ok, anh em cùng chờ đón kết quả nhá. Chuẩn đét chưa anh em? Chuẩn đét chưa? Đó. Mình đã bảo rồi, tay này không tài, không bao giờ mình chơi tài xỉu nữa. Ok, mình đã chốt lãi thành công cái này anh em nhá. Như vậy với số vốn ban đầu là 38, bây giờ lên 46, chốt lãi 8 củ. Quá rực rỡ đúng không anh em? Chỉ trong vài phút đồng hồ. Anh em xem video của mình cảm thấy hay, đừng tiếc mình một like, đăng ký kênh và chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video sau.